Truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin truyền tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị báo cáo kỳ đầu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Các và địa điểm chùa Am Các. Huyện Tĩnh Gia triển khai việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Viện Quy hoạch Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các gắn với phát triển du lịch. Tới dự có lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Viện Quy hoạch Kỹ thuật Thanh Hóa thuyết trình về dự toán quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử danh lam thắng cảnh chùa Am Các. Am Các là dãy núi gồm 9 đỉnh cao nằm ở khu vực phía tây của huyện Tĩnh Gia, thuộc địa giới hành chính xã Định Hải. Xung quanh được bao bọc bởi hai hồ lớn là Yên Mỹ và Hao Hao, tạo nên một quần thể cảnh quan non nước hữu tình. Năm 2013, địa điểm chùa Am Các đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh với diện tích là 2 hectare. Đến năm 2018, được xếp hạng lần thứ hai với diện tích mở rộng lên tới 300 hectare, bao gồm hệ thống chùa và khu vực cảnh quan. Căn cứ vào những hiện vật còn thu giữ được, đặc biệt là hơn một tháng tiến hành khai quật khảo cổ từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018, thì chùa Am Các ban đầu được xây dựng có quy mô nhỏ hẹp thời nhà Trần, sau này được xây dựng với quy mô to lớn thời Lê Trung Hưng trong khoảng từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Từ quá trình khảo sát và thu thập thông tin, Viện Quy hoạch Kỹ thuật Thanh Hóa đã xây dựng hai phương án về quy định hướng quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Am Các nhằm khai thác tiềm năng du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của địa phương. Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo luận trên cơ sở các quy định, thông tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, trong đó đề cao đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử của chùa Am Các. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Văn Hải và kết luận hội nghị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Tiến Dũng đều khẳng định việc khai thác tiềm năng trên di tích chùa Am Các phải đảm bảo các giá trị lịch sử vốn có, không làm thay đổi kiến trúc cấu thành di tích. Phạm vi quy hoạch không vượt quá giới hạn 300 hectare đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. Quá trình bảo tồn, tôn tạo, phục hưng, phục dựng lại phải phù hợp với luật di sản và niên đại của chùa đã được xác định. Phục hồi phải gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc quy hoạch phải nằm trong quy hoạch chung của khu kinh tế Nghi Sơn và phù hợp với đầu tư công, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và chiến lược phát triển du lịch của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị nghe thống nhất các dự thảo báo cáo và một số chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các ngành hữu quan thông qua dự thảo về kế hoạch chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019, kế hoạch chuyển đổi, điều động công tác đối với công chức viên chức năm 2019 trên địa bàn huyện. Tiếp đó, các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp vào các dự thảo báo cáo nói trên. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã định hướng một số nội dung cụ thể trong việc bổ sung, chỉnh sửa văn bản, đồng thời yêu cầu các ngành hữu quan trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị hoàn chỉnh các dự thảo trước khi trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, đảm bảo tính khả thi. Đối với kế hoạch chuyển đổi điều động công chức viên chức, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị kế hoạch phải cụ thể đến từng thời điểm thực hiện. Việc luân chuyển điều động công chức địa chính xây dựng
Phòng Nội vụ cần làm tốt công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng để luân chuyển đúng người, đúng việc, không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương, đặc biệt là đối với các xã nằm trong dự án đường cao tốc Bắc Nam và các xã nằm trong đô thị động lực. Đồng thời sớm tăng cường cán bộ địa chính cho hai xã Trường Lâm và Tân Trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, cần cụ thể hóa, phân công rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cho từng phòng, ban, từng đồng chí trong Ban chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền cho kỳ thi, chú trọng công tác tuyên truyền về việc hướng nghề nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban giải phóng mặt bằng huyện đánh giá cụ thể kết quả đạt được trong tháng 4, từ công tác lãnh chỉ đạo đến những tồn tại vướng mắc. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn đọng, làm tốt công tác phối hợp giữa các phòng ban, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, Ban chỉ đạo sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện triển khai kế hoạch và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc huyện Tĩnh Gia. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo sát nhập theo quyết định số 1871 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ các xã Hùng Sơn, Các Sơn, Chiêu Dương, Hải Ninh, Thị Trấn và Hải Hòa. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện nhấn mạnh. Việc sát nhập các đơn vị hành chính là một trong những nội dung hết sức quan trọng đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc sắp xếp các xã thị trấn nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế xã hội, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Đối với huyện Tĩnh Gia, ngoài các quy định chung bắt buộc về việc sáp nhập các xã thị trấn còn gắn liền với việc thành lập các phường, thành lập thị xã Tĩnh Gia mà chúng ta đang triển khai thực hiện để đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Trung ương tỉnh yêu cầu chúng ta tập trung tốc độ cao độ để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, khẩn trương về thời gian thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của đề án sắp xếp sáp nhập các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đề nghị các đồng chí bám sát nội dung chỉ thị của Ban Thường vụ huyện, kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả theo quy định của pháp luật, đảm bảo về thời gian, lộ trình thời gian. Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hà, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ đã thông qua phương án, kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Tĩnh Gia có diện tích tự nhiên 45.561,4 ha, dân số 232.899 người, 34 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 xã, 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính, huyện Tĩnh Gia còn 33 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, 21 xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 2 xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Thực trạng quy mô đơn vị hành chính quá nhỏ, không gian phát triển đô thị bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế xã hội, tổ chức bộ máy biên chế của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn. Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị, làm việc tăng. Đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã, thu ngân sách địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên. Thực hiện nghị quyết số 37 NQTU ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Kế hoạch số 58 KHUBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019, theo kế hoạch, huyện Tĩnh Gia sẽ thực hiện sáp nhập 3 xã. Cụ thể, sáp nhập nguyên trạng xã Hùng Sơn vào xã Các Sơn, đổi tên thành xã Các Sơn. Nhập nguyên trạng xã Chiêu Dương vào xã Hải Ninh, đổi tên thành xã Hải Ninh. Sáp nhập nguyên trạng xã Hải Hòa vào thị trấn Tĩnh Gia để mở rộng thị trấn Tĩnh Gia. Sau khi sáp nhập, huyện Tĩnh Gia còn 31 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 30 xã, 1 thị trấn. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất về kế hoạch và phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, đồng thời đóng góp các ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các xã trên địa bàn huyện trong năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị các xã thị trấn sau hội nghị này triển khai ngay hội nghị ban chấp hành đảng ủy mở rộng để triển khai việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của đơn vị mình tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để lấy ý kiến cử tri theo nghị định số 54 của Chính phủ. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình triển khai việc sáp nhập. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị ngành văn hóa thông tin và đài truyền thanh truyền hình huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất nội dung sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngày 16 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội thi chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn giảng bài chính trị năm 2019. Tham dự có đồng chí Thượng tá Lê Đăng Hùng, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy cùng các chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, các đồng chí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn có vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin, định hướng tư tưởng, giáo dục tuyên truyền trong nhân dân và lực lượng dân quân. Chính vì thế, hội thi được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cho các đồng chí chính trị viên là những cán bộ trực tiếp giảng bài chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Chọn những đồng chí có kết quả thi cao nhất dự hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, hội thi là dịp để các chính trị viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, năng lực công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh. Đồng chí cũng yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm trung thực và an toàn tuyệt đối. Các thí sinh dự thi phải chấp hành nghiêm quy chế, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, tổ chức luyện tập và tham gia hội thi đạt kết quả cao. Trong thời gian một ngày, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, gồm chuẩn bị giáo án, kiểm tra nhận thức bằng hình thức thi trắc nghiệm và phần thi thực hành giảng bài về các nội dung đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới. Trải qua vòng sơ khảo, mỗi bàn thi chọn 2 đồng chí có kết quả cao nhất vào thi trung khảo. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, hội thi chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn, đơn vị tự vệ giảng bài chính trị năm 2019 của huyện đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho 12 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến đảm bảo an ninh an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tĩnh Gia có đồng chí Lương Ngọc Khoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Kim Ưng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện các ban xây dựng đảng, công an huyện và hiệu trưởng các bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non.
hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an ninh an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường được tổ chức nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo, từ đó nâng cao nhận thức và hành động của toàn ngành giáo dục cùng các cấp các ngành, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Cũng tại hội nghị này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên thực trạng đáng báo động của vấn đề bạo lực học đường, mà nguyên nhân là do ở lứa tuổi học đường, sự tác động tiêu cực của mạng xã hội và tác động từ môi trường, gia đình và xã hội. Trước thực tế này, thì nhiệm vụ đầu tiên của toàn ngành là phong trào chống, trong đó đề cao trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Hội nghị cũng đã tích cực thảo luận của giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và không còn bạo lực học đường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 4, Đoàn Công tác Liên ngành 389 về chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả của huyện Tĩnh Gia, bao gồm các lực lượng, công an, đội quản lý thị trường số 4 và đồn biên phòng Hải Hòa, đã tiến hành tổ chức ký cam kết đối với 60 cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống tại khu du lịch biển Hải Hòa. Đoàn công tác đã trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh để thực hiện việc ký cam kết. Nội dung ký cam kết bao gồm yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu du lịch, cam kết thực hiện việc niêm yết và bán theo giá niêm yết theo quy định của pháp luật. Đây là hoạt động để chuẩn bị các điều kiện cho khai trương du lịch biển Hải Hòa sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019. Nâng cao văn minh thương mại, góp phần bình ổn giá trị thị trường, đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của các tổ chức và du khách khi đến với biển Hải Hòa. Đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, nề nếp kỷ cương theo quy định của pháp luật, từ đó thu hút một ngày nhiều du khách về với khu du lịch biển Hải Hòa. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2019 sẽ được diễn ra vào 20 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2019. Trong dịp này, huyện Tĩnh Gia sẽ tổ chức giải bóng chuyền hơi và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng. Giải bóng chuyền hơi sẽ được tổ chức tại khu du lịch Hải Hòa, thời gian 3 ngày, từ 21 đến 23 tháng 4 năm 2019. Tất cả các hoạt động trên đều được gắn với tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương 1029-2019. Chương trình lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa với chủ đề Hải Hòa biển hát do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nhà hát ca múa kịch Lam Sơn và Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa thực hiện sẽ tập trung khắc họa vẻ đẹp đa dạng, hấp dẫn của biển Hải Hòa gắn với tình đất và tình người xứ Thanh. Đặc biệt, trong chương trình có sử dụng bài hát mới Hải Hòa quê tôi được nhạc sĩ Thế Việt sáng tác dành riêng cho khai trương biển Hải Hòa 2019. Hiện nay, huyện Tĩnh Gia đang tập trung chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng đường chính CC2, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan qua băng rôn, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại khu du lịch, xây dựng phương án neo đậu tàu thuyền tránh khu vực bãi tắm, cắm các loại biển báo và bố trí lực lượng cứu hộ cứu nạn dọc bờ biển, tổ chức đợt cao điểm thu gom rác thải, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tuyến đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch biển Hải Hòa cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày tổ chức lễ khai trương. Khai trương du lịch biển Hải Hòa là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, những thay đổi căn bản, những chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại huyện Tĩnh Gia, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh về với biển Hải Hòa. Thưa quý vị và các bạn, Tĩnh Gia là huyện đồng bằng ven biển của xứ Thanh. Nét độc đáo của huyện Tĩnh Gia ít nơi nào có được.
đó là huyện miền biển nhưng hội tụ đủ 3 vùng sinh thái là Trung Du, Đồng Bằng, có cả đồi núi, biển và hải đảo, là nơi hội tụ của các loại hình giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy. Với nhiều tuyến đường huyết mạch của quốc gia chạy qua, đã tạo cho Tĩnh Gia thế mạnh để phát triển một nền kinh tế đa dạng, nông lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là thương mại, du lịch và dịch vụ. Là địa phương có lịch sử văn hóa lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Với truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động xây dựng quê hương, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Tĩnh Gia còn biết đến là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, nhiều khoa bảng nổi tiếng như khai quốc công thần Lê Văn An, Đông Các đại học sĩ Lê Nhân Quý, Hoàng Giáp thượng thư Lương Chí, thời Lê Trung Hưng, Lộc Khê hầu Đào Duy Từ, đệ nhất khai quốc công thần của nhà Nguyễn, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa nổi tiếng của đất nước. Và hiện nay là huyện có khu kinh tế Nghi Sơn, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, với trên 100 dự án đã và đang triển khai xây dựng. Đặc biệt, dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, công ty Aiden Mitsui Kosan, công ty hóa chất Mitsui Nhật Bản và Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait có tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ USD. Sau nhiều năm triển khai xây dựng, đến cuối năm 2018, nhà máy đã đi vào vận hành thương mại, tạo ra sự tác động tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia. Được hội tụ những tinh hoa văn hóa các vùng miền với đủ các loại hình, các sắc thái riêng về dân cư, cùng với bãi biển xinh đẹp, thơ mộng, trữ tình, cảnh quan thiên nhiên phong phú. Ngoài những ưu thế đó, Tĩnh Gia còn có nhiều tài nguyên tự nhiên để phát triển các loại hình du lịch. Vùng du lịch biển đảo, vùng du lịch sinh thái rừng, hồ, đặc biệt với bờ biển dài 42 km nằm ven quốc lộ 1A. Biển Tĩnh Gia Nông có bãi rộng và thoải với những dải cát trắng, phẳng, nước biển trong xanh, phong cảnh hữu tình, tạo nên những bãi tắm đẹp, hấp dẫn du khách. Đây là những tiềm năng, thế mạnh cho Tĩnh Gia phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển. Trên địa bàn huyện còn có nhiều danh thắng thiên nhiên, có thể khai thác du lịch. Ngoài biển có đảo Hòn Mê, đảo Biện Sơn và hàng loạt đảo nhỏ. Với hệ thống đền chùa, núi non, hang động kỳ ảo được gắn với các huyền tích khá ly kỳ, mang đậm nét dân gian và huyền thoại lịch sử. Hệ thống núi non, hang động và sông, hồ, kênh rạch của Tĩnh Gia như những lá phổi xanh kết thành là nguồn tài nguyên quý để phát triển các loại hình du lịch tham quan, du lịch tâm linh, gắn với môi trường tự nhiên, sinh thái và du lịch mạo hiểm. Tĩnh Gia còn là nơi lưu giữ hơn 200 điểm di tích danh lam thắng cảnh, có giá trị lịch sử văn hóa và du lịch. Trong đó có 32 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Nhiều loại hình di tích khá phong phú: di tích lịch sử văn hóa, di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích cách mạng, di tích thắng cảnh và gần 20 lễ hội lớn nhỏ. Các di tích lịch sử văn hóa như hệ thống đình, đền, chùa là những điểm du lịch hấp dẫn du khách, cùng với các sắc thái riêng về dân cư, dân tộc của Tĩnh Gia. Sự phát triển làng nghề truyền thống với nhiều loại hình đã tạo cho Tĩnh Gia phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng và du lịch cộng đồng. Sự giao thoa của hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận tiện cho việc giao thương với các tỉnh và các nước trong khu vực. Cùng với nhiều làng nghề truyền thống, những sản phẩm nổi tiếng trong cả nước như các sản phẩm từ nước mắm Xo Xuyên Ba Làng. Đối với loại hình du lịch tâm linh kết hợp thiên nhiên, trong những năm gần đây, quần thể chùa cổ Am Các tại xã Đinh Hải ngày càng trở nên nổi tiếng với nhiều người. Đây là quần thể chùa cổ bậc nhất tại Thanh Hóa, từ lâu đã trở thành phế tích. Phong cảnh sơn thủy hữu tình lại tọa lạc ở nơi khá hoang sơ, nên nhiều người đã tìm đến đây vãn cảnh hương khói.
Sau khi được đầu tư tôn tạo, quần thể di tích này đang ngày càng nổi tiếng và trở thành điểm đến mới lý tưởng của du lịch huyện Tĩnh Gia. Từ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đến nay, trung bình mỗi ngày, quần thể chùa cổ Am Các đón hàng trăm lượt khách đến viếng thăm. Với nhiều danh thắng, di tích khác như Động Trường Lâm, các di tích liên quan đến cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ ở xã Nghi Sơn, hệ thống di tích đền chùa ở khu vực xã Hải Thanh và vùng cửa biển Lạch Bạng đã trở thành những gợi ý hấp dẫn cho du khách khi đến với Tĩnh Gia, đến với Nghi Sơn. Hòa trong những dải cát trắng, phẳng, nước biển trong xanh, không có sóng lớn, phong cảnh hữu tình đã tạo nên bãi tắm đẹp, có sức lôi cuốn và hấp dẫn biết bao du khách khi đến với biển Hải Hòa. Hải Hòa hiện nay vẫn giữ được những nét hoang sơ và thơ mộng, với bãi biển cùng cát trắng và nắng vàng, thoai thoải bên sóng phi lao, quanh năm xanh mướt. Hải Hòa có chiều dài khoảng 3 km, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển, trở thành một trong những bãi tắm du lịch đẹp của tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm gần đây, khu du lịch biển Hải Hòa đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tại khu du lịch, hiện có 18 cơ sở lưu trú du lịch, 43 cơ sở kinh doanh ăn uống nằm ở phía đông đường CC3. Để tổ chức lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2019, diễn ra văn minh, lịch sự, chu đáo, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống đặc trưng của du lịch biển Hải Hòa, quảng bá tiềm năng thế mạnh của khu du lịch Hải Hòa và du lịch Tĩnh Gia, giới thiệu hình ảnh về du lịch, văn hóa, con người Tĩnh Gia đến với bạn bè du khách gần xa. Thời gian qua, huyện Tĩnh Gia đã tập trung chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng đường chính CC2, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan qua băng rôn, pi nhét, lồng cơ, hồng kỳ, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại khu du lịch. Ghé thăm biển Hải Hòa trong những ngày lễ, bạn sẽ tìm cho mình một không gian thiên nhiên thực thụ, có biển, có gió, có cát, có những dạng phi lao xì xào hòa với sóng biển. Tại đây, bạn sẽ được nghỉ ngơi thực sự, thư giãn thực sự, với tất cả những tinh hoa của mẹ thiên nhiên ban tặng. Vẻ đẹp hoang sơ của biển, nơi đây là sự hài hòa giữa những thắng cảnh thơ mộng như Hòn Mê, Hòn Bàng, Biện Sơn, Nghi Sơn. Đặc biệt, bạn đừng bỏ lỡ bình minh trên biển Hải Hòa để có những chiêm ngưỡng thật rõ cảnh hừng đông tận tít chân trời. Một ngày mới tràn đầy nhựa sống khi bạn được chứng kiến dân chài ở đây song thuyền về bến trong tâm trạng đầy hứng khởi, xen lẫn những giọt mồ hôi mặn mòi vị biển. Phát triển du lịch bền vững thật sự trở thành một ngành kinh tế quan trọng, làm động lực thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, gắn với đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng hiệu quả kinh doanh và sức hấp dẫn cho du lịch Tĩnh Gia, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế cho địa phương, làm cho thương hiệu về du lịch Tĩnh Gia ngày càng lan tỏa. Đó là mục tiêu mà huyện Tĩnh Gia đang nỗ lực thực hiện để trong tương lai, huyện Tĩnh Gia trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, Cao Thanh, kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.